chồng và tất cả bạn đã đến với kênh Ngáp TV của mình nha. Thì ngày hôm nay đừng có nói anh làm trò chơi nữa nha. Đúng rồi, anh làm trò chơi nữa đi. Không, ngày hôm nay anh sẽ không làm trò chơi nữa, mà anh sẽ chuyển sang chủ đề, đó chính là người cuối cùng còn ăn cái gì ăn. Chắc chắn anh sẽ lụm luôn cái giải của anh. Thiệt hả? Mày đừng có gái nữa Hoàng ơi. Vậy đoạn giặt hôm nay là gì Ngáo? Khoan, chị chờ em xíu để em vô nhà em lấy cho. Chuyện này thắng là cái chắc. Chuyện gái. Tuổi. Tuổi. Gái sớm mà chết sớm chứ gì. Đây. Wow. Đây chính là một cái thao mà bánh kẹo mình đã đi mua nha các bạn. Đó. Review tiếp anh Thành. Đây đây là bữa xé dẻo nha các bạn. Còn đây là bento nè. Đó, bốn mệt. Đây là kẹo. Bánh xốp nữa nè các bạn ơi. Còn đây là kẹo dẻo cherry nha. Nước uống. Cái này là bánh cái gì nè, bánh gì mà của con sóc nè các bạn, bánh của sô cô la. Còn này là rau câu nè đó. Đây đây là tuổi thơ các bạn ơi, tuổi thơ này là gì anh? Kẹo cá sấu. Đúng rồi. Kẹo con mắt. Đây ở đây là đậu phộng nè các bạn ơi. Cái gì? Kẹo mút. Cái này là cái que, que của dứa nè các bạn. Đây đây là kẹo cái gì nè? Đào dẻo nè các bạn. Trời. Đó đây là kẹo con mắt đó nè. Với kẹo chúp ba chúp. Thì bài này mình để làm gì anh Ngáo? Thì cái luật chơi ngày hôm nay đó chính là mình sẽ là người hôm nay mình sẽ làm kiểu như giống phụ bếp, nhân viên phục vụ ba người này, là ba người ship nha các bạn. Đó, một người sẽ bịt mắt lại. Đó, người chắc không hoàng mình sẽ bật bịt lại nha các bạn. Đó, và bắt đầu trò chơi thôi. Và cái phần thưởng ngày hôm nay đây mình có chuẩn bị luôn nha. Đây, ai mà làm ai mà người là người cuối cùng còn ăn sẽ nhận được 200k từ mình nha các bạn. Rồi bây giờ bịt mắt lên vô đi. Rồi các bạn bây giờ mình sẽ chắc bánh kẹo vô nha. Đó. Tới cái vòng nào thì mình sẽ đem ra cái vòng đó nha các bạn. Rồi. Rồi. Đây chính là ba người chơi ngày hôm nay nha các bạn. Chủ Thanh. Rồi trước khi bước vào trò chơi thì mình sẽ có cuộc phỏng vấn. Chủ Thanh, em có cái câu châm ngôn gì trước khi bước vào cái trò chơi nào? À, là 100% chiến thắng. Rồi, đó là Quang. Trời ơi, mấy cái trò chơi này em thắng là cái chắc rồi. Ghê vậy. Chị Đảo, sao chị Đảo? Có vậy là ăn ít nhưng mà thắng. Trời ơi. Đó, rồi bây giờ mình sẽ bịt mắt lại, đừng cho khỏi trời vàng các bạn. Đó. Rồi, nhắm mắt lại Thanh ơi. Rồi, buông vô đây. Xong ấy. Hỏi cho thử. Bột vô. Rồi, chị Thảo là người cuối cùng nha chị Thảo. Ok. Rồi. Này, bột vô mấy bạn ơi. Xong. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ trải bánh kẹo lên bàn nha các bạn. Đây, bánh kẹo của mình đây. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ trải bánh kẹo lên bàn khắp luôn nha các bạn. Đó là bây giờ là mình sẽ giao luật luôn nha, là mình chụp tay vô nào dính đó là mình bóc luôn nha, chứ không được lựa nha. Dạ. Hai lựa là bị loại nha. Dạ. Rồi sẵn sàng chưa chú Anh? Sẵn sàng. Quang. Dạ. Chị Thảo. Sẵn sàng. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu sóc luôn nha các bạn. Đó, để ở đây. Đó, chắc dài dài các bạn ơi. Đây. Ở đây. Đó. Cuối cùng là ở đây nha các bạn. Rồi. Một. Bây giờ là đồ ăn đang có khắp ở trên bàn luôn nha. Dạ. Vũ Thanh, bây giờ chuẩn bị chưa? Này mình bóc từng cái. Điếm 1, 2, 3 là chụp. Ai nhanh tay thì sẽ có đồ ăn ngon, và ai chậm tay thì ăn đồ ăn dở nha. Rồi, 1, 2, 3. Rồi. Đây bây giờ mình sẽ mở mắt ra luôn nha. Đây chị Thảo trước đi. Đó, mở chị Thảo trước nha các bạn. Tin 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 tin. Được, mặt nhỏ. Rồi, quay lại gì cũng nước cưng. Đây, tin 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 tin. Trời ơi. Cái vợ gì anh? Trời ơi, cái bệnh này của anh á là nói chung là cay lắm luôn của anh ơi. Bệnh gì vậy? Cay lắm luôn á. Tin 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 tin. Bị xây dẻo. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu ăn luôn nha. Rồi rồi sẽ ra ăn là cho biết cảm nhận luôn. Ăn hết luôn nha.
hết luôn hả? Đúng rồi. Thơm không? Thơm không? Cái mùi nào? Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Ôi ơi, sao bữa nay mình ra là phục vụ luôn mấy bạn ơi. Túc Hành biết rồi. Trời ơi, cái vỏ bưởi. Bữa đúng rồi, bữa sẽ dẻo mà em. Kẹo dâu. Còn Quang là gì em? Kẹo dâu anh. Đây. Dâu ngon ngon ngon. Dạ. Của chị là bánh sô-cô-la. Rồi, của chị Thảo là bánh sóc sô-cô-la nha các bạn. Ba người chơi lúc đầu ăn khá là mạnh luôn ha. Để coi khúc sau ăn sao nha các bạn. Nắng này nó có hơi đắng đắng miếng. Đắng của vỏ bữa mà em. Nãy anh ngáo nó cay mà thấy cay đâu. Cái đó là anh cho anh thôi. Anh đè cái tinh thần em xuống. Ơi Quang hết rồi kìa. Rồi Quang nhanh. Trời ơi. Ôi, à, không à. Rồi xong chưa, xong chưa, xong chưa. Được. Rồi xếp anh luôn, xếp anh cho bạn xem luôn. Xé luôn. Đó. Đó. Sao quay xong rồi nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ là còn Vũ Hành nè. Còn như đây nè. Rồi đó. Ăn ăn gán hết luôn Thành ơi. Gán lên, gán lên. Gán lên. Mày gán chưa? Rồi đâu qua tới chị Thảo coi. Chị Thảo ăn sao rồi. Trời ơi. Cái mình của chị Thảo nè các bạn. Trời ơi quá nhiều luôn. Chắc chị Thảo em nghĩ chị đem bịch bánh này về nhà ăn là được luôn rồi đó. Phải cố gắng chơi. Chứ quá nhiều rồi, em mình thấy là quá nhiều luôn các bạn ơi. Rồi gán lên nha. Rồi miếng cuối cùng nha các bạn. Đó. Rồi giờ rồi. Còn chị Thảo à. Rồi rồi rồi, ăn xong nhả mà hả miệng ra luôn. Hả miệng ra luôn. Đó, người đã ăn xong thì rồi thì mình sẽ bịt mắt luôn nha các bạn. Rồi, bịt đi anh. Ok. Chồng này em tháo này cái chắc. Đây, bịt lại cho em luôn nha. Dạ. Rồi, thôi thôi. Mình cũng đóng luôn á. Chị Thảo nha, chị Thảo ơi, dán lên, dán lên. Rồi. Ủa, quay xong rồi nè, bây giờ tới Vũ Thanh luôn nha các bạn. Đó. Đi chị Thảo ơi. Rồi. Ăn từ từ để cho Quang nóng lòng. Quang mắc ăn lắm rồi. Còn qua vòng 2 nữa. Ăn từ từ chứ Quang. Quang xong cái Quang hói. Xong nha. A few moments later. Rồi còn có mấy miếng mà nè các bạn. Chị Thảo ơi, hết chưa? Chơi hết rồi luôn. Để mình chơi hết luôn cho bạn xem các bạn ơi. Đó. Rồi. Rồi ăn lẹo vòng 2 chị Thảo ơi. Chị Thảo còn đang nhai nè. Đau quá. Quang nóng bằng cũng rồi. Ngỡ nguyên kìa. Tại vì ăn ngon quá. Chị thua là cái chắc rồi, không cần cố gắng đâu chị. Rồi đâu. Vậy là vòng 1 này là ai cũng qua được hết trơn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tới vòng 2 luôn nha. Bịt mắt chị Thảo lại thôi. Đó. Rồi. Các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ tới vòng 2 nha. Đó. Chuẩn bị nha mấy đứa. Đây. Ồ, mình sẽ lấy ra nha các bạn. Ồ, đây. Xong chưa nghe? Ở đây nha các bạn. Từ từ chị Thảo ơi. Đó. Đây, tới đây từ từ thôi. Đây. 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 Giờ đây nữa nha các bạn. Rồi, chuẩn bị chưa? Dạ rồi. Tay chân đồ đâu? Linh hoạt lên. Đây. 1 2 3 Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi rồi. Ủa, kẹo dẻo. Chị Thảo sẽ trúng được cái pizza kẹo dẻo nè các bạn. Cái Quang. Mở ra. Trời ơi. Ôi, nguyên cái dây này là kẹo chúp ơi chúp dài luôn các bạn. Đó, còn Vũ Thanh mở ra Vũ Thanh ơi. Mở ra. Ủa này gì vậy? Đây, đây là kẹo đào dẻo nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu xé luôn đi. Mở ra. Mở ra rồi. Chị Thảo đây để mở cho. Của chị Thảo là cái này là pizza nha các bạn. Pizza tí hon nha. Rồi chị Thảo ăn đi chị Thảo ơi. Ok, dạ với vậy anh nha. Các bạn nha. Rồi, chua ngọt ngọt, chai nữa. Thôi thôi, ơi, à Quang. Đâu đâu, giờ em nhậm vô cái em kéo hết luôn rồi. Kéo ra. Đúng rồi, em nhậm vô, ăn luôn. Đúng rồi. Trời ơi, cái này nó chua lắm luôn các bạn ơi. Nói thiệt với các bạn là mình ăn cái này là mình ăn có một miếng nhỏ thôi. Mà nó chua lắm luôn. Mà Quang ăn nguyên dây dài luôn. Trời ơi. Dạ, sắp cơ hết sắp nha Quang. Còn Vũ Thanh là sao Vũ Thanh?
với miếng đào hả anh? Ừ, đào này dẻo dai đá miệng nè. Ừ, cũng được á. Ừ, thơm đó nha. Dạ. Rồi. Mình còn 2 miếng là hết rồi. À quay quay. Rồi, ăn luôn. Cái bà. Rồi, đi nha. Rồi, đây. Chị Thảo hết rồi nha, chị Thảo. Táo rồi, biết rồi. Rồi, nè. Nó hết rồi. Rồi, em kéo anh kéo rồi. Kéo rồi. Đó, rồi anh kéo rồi cho. Đó, thấy không? Để tôi hỏi chàng câu vũ cho. Trời, đứng đây. Trời ơi. Để tao hỏi chàng có vũ khoan nha. Ôi trời ơi, khá hơn. Còn có nữa cái gì đó các bạn ơi. Không, không, không. Vậy mình còn viên cuối nè bạn ơi. Đâu, Vũ Anh. Rồi, viên cuối nha. Rồi, không. Rồi, Vũ Anh xong nha. Rồi, tới A Quang. Để tiếp A Quang các bạn ơi. Đó, đây. Đây nè. Đây dài không nè. Rồi, đâu kìa. Rồi, dán lên Quang ơi, dán lên. Dán lên. Cái này là cái thời nãy hói người ta nè. Đúng rồi. Rồi, chua quá trời chua rồi. Chua không em? Ngon. Ngon nè. Canh lắm. Mà này mà còn ngon nữa các bạn ơi. Ngon quá hết nói lên lời luôn rồi. Canh lắm. Nhai nhanh lên. Đầu hàng các em, đầu hàng á. Nhai nhanh lên. Em muốn đầu hàng phải không? Quang muốn đầu hàng nữa. Được chưa? Nấu. Lên. A few moments later. Anh đừng có chạy xa kìa. Rồi. Quang. Trả đồ bỏ luôn nha. Vậy hả Quang? Ăn mà cứ hối hoài luôn á. Sao mày Quang? Sao? Chẳng hết rồi. Sao mày? Thôi bạn. Không chơi. Vừa hồi nãy cái cho dở hơn nè. 100% lắm nè. Được lớn còn 49%. Cho hối. Rồi Quang ơi, giờ sao? Tự nhiên Quang ăn xong cái gì chúp mà chúp đó, bộ nó chua lắm em. Chua không chứ. Thôi ăn đi, đồ không rộn rồi. Cái cho dở hơn. Nó khó nhài, nó cũng khó nhài không em? Khó nhài, nó dài dữ lắm. Thì quy luật chơi của mình á là nhả đồ ăn ra là sẽ bị lợi nha các bạn. Thôi em thua. Không ai, rất là tiếc cho em luôn. Rồi chị Thảo với Thanh xích vô. Bây giờ quay em tiếp anh luôn nha. Ok anh. Ok. Này nè Quang. Bột vô. Rồi tiếp cái vòng 3 nữa nha các bạn. Đó, gán lên nhà Thanh. Dạ. Gán lên chị Thảo ơi. Ok. Rồi ok chưa chứ. Rồi ok chưa. Rồi. Ok. Rồi các bạn ơi, bây giờ là em sẽ có cái trách nhiệm với anh là chất ba này ra luôn nha. Ok. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái này luôn nha các bạn, để ra luôn nha. Rồi. Để bên này. Từ từ thôi em ơi. Đó, để bên này nè. Xong chưa? Xong chưa? Để bên này. Đó. Rồi. Rồi thêm một cái nha các bạn. Đó chính là cái này nha. Kẹo con mắt nha các bạn. Cái này nè. Đó. Rồi. Bên đây. suy nghĩ lại. Ủa lần này có nước không anh Ngáo? Trời ơi. Em cứ yên tâm. Có. Có nước hả? Một. Hai. Ba. À nước hả? Cái gì đó? Giỡn ra. Rồi khui luôn anh ơi. Khui luôn. Chị Thảo thì là đây, hồi nãy mình giới thiệu lộn nha các bạn. Đây là bánh matcha nha, chứ không phải là lá dứa của mình nha. Nãy mình nhìn nhầm. Rồi. Chơi sau hai vòng thì có đây để phục vụ cho. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ uống nha các bạn. Bạn vô luôn vô. Đây mời các bạn nha. Trời ơi, uống là phải là uống hết lon luôn nha em. Chị Thảo bánh đó sao chị Thảo? À bánh cũng quen hả? Trời ơi. Mặn lắm không? Không. Giống như bó đũa vậy các bạn ơi. Mà chừng uống hết lon này no quá. No quá cái đầu hàng luôn đi. Gán lên Thành ơi, gán lên chị Thảo ơi. Bạn, theo em thì em bắt ai sẽ là người chiến thắng? Em bắt Thanh. Trời ơi, đừng có khinh thường chị Thảo nha, chị Thảo cũng dữ lắm rồi nha. Chị là chị Thảo ơi, chị Thảo đang cảm nhận chị đang ăn bó đũa. Thanh mình đang ơi, chú Anh.
Ui ui. Ôi. Còn không? Còn một xíu nữa, còn một xíu nữa. Uống cho hết luôn mày. Hết luôn, hết luôn. Rồi. Rồi. Hết luôn nha bạn. Đổ xuống nữa rồi. Rồi chạy nó mất rồi giờ chạy không mất. Rồi. Rất là thông thả mà ăn bó đũa này. Rồi Thanh đã hoàn thành xong rồi nha các bạn. Giờ chờ chị Thảo thôi. Gán là chị ơi, gán lên, gán còn lên. Còn mấy cây nữa à. Gán lên đi, gán lên. Thôi đầu hàng đi chị Thảo. Gán lên chị Thảo ơi. Gán lên. Gán chị Thảo ơi, kiểu gì chị cũng thua à. Trời ơi. Mới chơi có 3 giờ mà thua gì trời. Gán lên chị Thảo ơi. Ờ. Em nhìn mấy này giống bó đũa với mấy cây xiên thịt đó chị Thảo à. Em nhìn là em ngán ăn không nổi luôn á. Cái này ngọt ngay à? Ngọt ngay luôn á, matcha mà. Ăn đi. Quen ơi, tôi còn cây nữa à. Ôi. Đây. Ôi thôi xong. Buộc luôn em ơi. Đây mà có buộc cho mày. Đây mình sẽ buộc chị Thảo, còn Quang, buộc chú Thanh tiếp nha các bạn. Tiếp vòng 4 nha. Đâu rồi? Đây còn cái gì vậy? Tao lấy luôn sao? Kìa. Thấy gì không mà cần xin chùa bạn ơi. Mày nghĩ mày thấy nó nói với mày hả mày? Thấy không chị Thảo thấy không? Thấy không? Số này số gì? Số 2 không mắc luôn. Trời ơi. Con quay chạy rồi. Rồi ba nè mình sẽ dẹp nha các bạn. Nhân viên phục vụ mà. Đó để đây đi. Chút mình sẽ bỏ sọt ngay nha. Cái đầu quay đây. Bây giờ mình sẽ chắc đồ ăn nha các bạn. Đó. Đó. Ở đây nữa. Trời lớn luôn. Ở đây đó. Bật này ra luôn mấy bạn ơi, để đây luôn nè. Ok ok. Đó. Mấy kẹo con mắt này mình sẽ để đây luôn nha các bạn. Đó, càng nhiều thì càng tốt. Rồi. Rồi. Không cho ngáo. Rồi. 1 2 3 3. Cái gì? Đây. Ôi, chị Thảo gì vậy? Ôi. Gì vậy? Rồi, okay. Quá hơn luôn chị Thảo ơi. Đây là cũng kẹo nè, giống cái kẹo nãy các bạn. Kẹo này là kẹo cherry tiếp nha các bạn. Trời ơi. Trời ơi, uống luôn. Tao chị Thảo chơi mà không có nước chén khua hả chị Thảo? Đúng rồi. Rồi, chú Thanh này tiếp tục là kẹo này là kẹo cherry. Hình trái cherry luôn nha các bạn. Ăn là cho bạn biết cảm nhận nha. Sao Thanh? Chua chua đi, ăn cũng được. Giống trái nãy à? Giống kẹo nãy à? Vậy là cái bịch này là em ăn thứ lần thứ hai luôn hả? Dạ. Rồi cố lên cố lên chị Thảo ơi, cố lên anh ơi. Ăn cái này giống như ăn mấy trái trứng cá các bạn ơi. cầm nó để vô à. Nhìn đường Thanh ăn mà hai anh em mình đứng hai bên chảy nước miếng tùm lum hết trơn luôn rồi. Nhanh lên anh ơi, nhanh lên Thanh, cái nước này nó nhiều ga. Trời ơi, cố đi chị Thảo ơi. Kiểu gì chị cũng thua à, không cần phải cố gắng đâu chị Thảo. Gán lên anh ơi. Dạ anh Thanh, tao tin mày. Gán lên chị Thảo ơi. Rồi. Mát xa cho mày. Hết chưa chạy. Còn nữa hả? Trời ơi. Gán lên Thanh ơi. Trời ơi, nhiều ga quá. Nồng tới lỗ mũi luôn á. Nồng tới lỗ mũi luôn. Trời ơi, Thanh ăn ăn xong rồi nè. Rồi, đâu. 3 miếng nữa. Rồi, xé bịch luôn Thanh ơi. Rồi, ăn dồn luôn Thanh ơi. Rồi, xong. Xong nha. Rồi, xong luôn nha các bạn. Đó, đây. Đó, bây giờ mấy anh em mình sẽ buộc lại tiếp luôn nha các bạn. Dồn thứ 5 nha. Dồn thứ 5 rồi hả trời? Đúng rồi. Đó, buộc lại. Rẽ lên chị Thảo ơi, em tin chị. Chị no dữ lắm vậy đó. Trời ơi, mới đây no rồi. Buồn lại rồi. Cô vậy thôi chứ mày đợi gì nữa. Cô theo tao ăn. Thấy gì? Xong đi chị Thảo. Xong rồi. Ủa, chắc giờ là chủ anh với chị Thảo cũng ngán lắm rồi. Cho nên mình chơi hết công lực luôn nha bạn. Đó.
hết công lực của mình luôn. Quán đổi vị trí luôn. Đúng rồi, quán đổi vị trí. Ở đây nữa. Rồi mấy cây kẹo mút ra luôn nha các bạn. Ở đây luôn. Ở đây một cây nữa. Rồi. Chuẩn bị. Bắt đầu. Bắt đầu. Ôi, chị Thảo với Thanh bắt chung kẹo con mắt. Kẹo con mắt chung với nhau luôn. Đây. Rồi rồi, ngồi ăn viên. Rồi coi như vậy là quá dễ các bạn ơi. Xé ra Thanh ơi. Đó, kẹo con mắt nha các bạn. Rồi lấy ra. Đây là quá dễ rồi. Đi chen bánh bao luôn các bạn ơi. Rồi ăn Thanh. Dính dưa hả? Ăn đây rồi. Ăn màu đỏ thôi, biết rồi gì đó. Anh em mình buộc tiếp luôn nha các bạn. Rồi sao, quá đơn giản. Quá đơn giản luôn. Rồi, buộc tiếp. Đây. Ok, quà cho Quang ơi, đau mắt đau. Đau thì tao buộc vậy thôi chứ. Trời ơi, trời tiếp. Ủa, sẵn luôn hả? Đây, buộc vô thôi. Là Là thánh thí. Trời ơi, trời. Nãy giờ là xong rồi, thấy kìa phải không? Quán đổ quán ơi. Quán đổ tiếp. Qua đây. Đây. Vũ Thanh lóc chóc lắm. Rồi. Để bên đây đây. Rồi. 1 2 3 đầu. Ôi. Đây Dạo ơi. Đây là chính là kẹo thạch nha các bạn. Đó, thạch dai nè. Anh được lon nước. Còn Vũ Anh được lon Pepsi. Phải lau nước rồi. Đây. Theo kia quy định là phải chị phải ăn hết luôn chị ơi. Ok. Đó. Rồi. Pepsi của Vũ Anh. Không biết không nổi không nữa. Dạ, không để luôn anh. Uống vô Thanh ơi. Thạch này là hương gì vậy chị? Hương cam. Hương cam hả? Này cũng quá dễ dàng chị Thảo rồi. Dạ, đâu khó khăn gì đâu. Đó, một bịch. Để ăn hương dâu. Hương dâu. Uống nhanh Thanh ơi, chị Thảo ăn gần xong rồi. Thanh ơi, ghé lên Thanh ơi. Rồi, chị Thảo ơi. Xong luôn rồi. Hai đứa sinh được xong rồi. Rồi, chào các bạn ơi. Đó, để lại đi. Bên ngoài nha mày. Rồi, bây giờ sẽ buộc tiếp cho các bạn. Rồi, hai đứa sinh này coi vậy mà cháu quá luôn rồi. Giờ là chồng với bãi. Rồi, ghé lên nha chị Thảo. Đây. Thôi, buộc vô. Thầy buộc vô thôi. Sẽ chữ nghe. Dạ. Đó. Mấy cái dòng này là dòng quyết định cho nên là phải buộc siết vô. Đó, rồi bây giờ mình sẽ di chuyển tiếp quen rồi, di chuyển. Cái này để đây. Đó. Rồi. Đó. Rồi. Rồi. Không có thay đổi gì mấy. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Ôi. Chị đã ơi. Phải ăn hai bên bento nha. Ở bento này nó cay lắm luôn á. Tao đã uống nước mà nó được yên kẹo đó. Rồi, tới thảo của chú Anh rồi. Có con viên à, quá dễ dàng. Rồi, xong. Rồi chị Thảo hai bịch bento. Ghé là chị ơi. Chị Thảo ơi. Nó cay lắm luôn á. Trời ơi, không biết sao nữa. Nó cay, nó cay. Ghé là chị Thảo ơi. Cay quá à. Cay hả? Một cái. Chị đầu hàng đi chị ơi. Trời từ. Đừng nên cố. Đừng nên cố quá sức mình chị Thảo ơi. Cố quá là quá. Chị đầu hàng lắm. Cay quá chị đầu hàng quá. Tao vô anh. Cay vô. Nhưng mà hơi no. Hơi no. Này, nếu mà bây giờ mà nếu mà bây giờ em dính cái bánh xốp này nữa thì sao Thanh? Cái căn nửa bịch. Chị no quá các bạn. Thì ngày hôm nay cái phần thưởng là người cuối cùng còn ăn giặt của mình đó chính là Vũ Thanh, là người chiến thắng. Yeah, rồi chúc mừng. Đó, chào mừng luôn nha. Yeah. 200k. Yeah. Rồi, thì video của mình đến đây kết thúc rồi mấy bạn ơi. Nếu bạn nào thích video này hãy cho mình xin một đăng ký, like, chuông ủng hộ kênh Gác TV của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.